Tuấn Hưng, Hạ Hồ, Sơn Tùng cùng dàn sao Việt sẽ hội ngộ trong con xịt lớn nhất mùa hè. Sau khi đi qua 7 tỉnh thành và thu hút hơn 100.000 sinh viên cũng như khán giả yêu âm nhạc trên cả nước, BTC mùa hè không độ quyết định chơi lớn, tổ chức thêm một đêm gala hoành tráng tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào ngày 30 tây tháng 7 này. Có thể nói, đây sẽ là concert lớn nhất mùa hè năm nay, quy tụ dàn sao hùng hậu tên tuổi của V-pop. Ngoài sự xuất hiện đầy đủ của những gương mặt đã đồng hành cùng mùa hè không độ qua 7 tỉnh thành như Sơn Tùng MTP, Phan Mạnh Quỳnh, Bảo Anh, Hương Tràm, Eric, ST319, Sunny Hạ Linh, Lưu Hoàng, DJ King Lady, thì trong đêm nhạc gala vào ngày 30 tháng 7 tới đây tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, còn có sự góp mặt đặc biệt của dàn ngôi sao hàng đầu như Tuấn Hưng, Hồ Ngọc Hà, Trung Quân, Tiên Thiên và Miu Lê. Bên cạnh đó, đêm gala còn có sự tham gia biểu diễn của ban nhạc Màu Nước và nhóm nhảy ST319. MC Tùng Leo tiếp tục cầm trịch vai trò kết nối khán giả với toàn bộ chương trình. Sơn Tùng MTP là cái tên không thể thiếu trong concert mùa hè không độ. Nam ca sĩ Tuấn Hưng sẽ làm nóng không khí concert tại loạt bản hit. Nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà cũng là cái tên được đón đợi trong đêm nhạc này. Tiên Tiên, Miu Lê, Thánh Mưa Trung Quân, Hương Tràm, Sunny Hạ Linh, Robin Hoàng Sơn, Phan Mạnh Quỳnh, Lưu Hoàng, MC Tùng Leo. Chia sẻ về đêm gala mùa hè không độ, nhà sản xuất Phạm Quỳnh Anh cho biết mùa hè không độ dù mới khởi động nhưng đã thực sự trở thành một tour show được các bạn sinh viên và khán giả trên cả nước đặc biệt yêu thích ủng hộ. Bằng chứng là ở mỗi tỉnh thành chương trình đi qua, chúng tôi đã thu hút được lượng khán giả kỷ lục trong tình hình âm nhạc như hiện nay. Chúng tôi rất hy vọng với đêm gala sắp tới, mùa hè không độ sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn sinh viên và khán giả. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để chiêu đãi các bạn một đêm concert hoành tráng bậc nhất. Ngoài yếu tố bùng nổ ở dàn sao, gala mùa hè không độ còn được ekip đổ thêm về kết cấu chương trình kịch bản. Chương trình sẽ được chia làm 3 phần EDM quẩy mỏi tay với những hit EDM thời thượng của V-pop. Phần tiếp theo, để giải tỏa nhiệt độ quá cao do EDM tạo ra, chuỗi hit ballad và R&B quấy đảo mùa hè vừa qua của Sunny Hạ Linh, Tiên Tiên, Trung Quân, Eric ST319. Miu Lê sẽ làm dịu không khí nóng của xảo lửa Mỹ Đình. Và kết thúc sẽ là trận thư hùng mang tên đỉnh cao phong độ giữa loạt sao đỉnh V-pop, Sơn Tùng MTP, Tuấn Hưng cùng ban nhạc Nhạc Sống của Anh và phần trình diễn nóng bỏng của Hồ Ngọc Hà. Tất cả ca sĩ sẽ tạo nên màn bắn pháo bông kết thúc chương trình một cách rực rỡ. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức soi Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức soi Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.